Sunny Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Sunny Đoàn đang ở Vũng Tàu. Trước mặt anh chị đó là khu vực bãi trước, và xa xa đó là con ngọn núi nhỏ, núi Tàu Phục, núi lớn là gọi là núi Tương Kỳ. Với video clip này, Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ dạo biển vòng núi nhỏ để chúng ta đi ra khu vực bãi sau anh chị ha. Và Vũng Tàu ngày hôm nay thì bà con cô bác thì buổi chiều nóng bức thì cũng ưa ra đây dạo biển rồi ngồi hóng gió ngắm hoàng hôn. Vũng Tàu bắt đầu lên đèn. Bây giờ thì khoảng 6 giờ kém ngày 19 tháng 5 2023. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị nhé, và mời anh chị cũng đi với Sunny đi dạo dòng biển. Anh chị cứ tưởng tượng là chúng ta dạo cùng nhau một con đường mang tên Hạ Long, rất là đẹp. Sunny rất mỗi lần về Vũng Tàu rất thích dạo biển anh chị, cứ tà dạo biển rồi xong về nhà rồi có cái món gì đó mực hấp gừng ha, là ốc gì đó, ốc ác gì đó làm sương sương với bạn bè. Sunny cũng gửi hình ảnh Vũng Tàu gửi tới cô chú anh chị và các bạn coi Vũng Tàu ngày hôm nay như thế nào. Vũng Tàu bắt đầu lên đèn rồi. Thời tiết Vũng Tàu cũng nóng bức anh chị, nhưng mà nó thoáng, không bị ô nhiễm. Không biết như thế nào, mà Vũng Tàu Sunny nghĩ là giống như là một thành phố đáng sống. Đường phố thì nó không có rác anh chị ha, cứ nhẹ nhàng trôi. Ở đây thì nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Sunny có liên hệ với một anh chủ một cái chuỗi homestay và những cái villa, thì Sunny cũng đang xúc tiến để thực hiện để anh chị có một cái sự lựa chọn mua hải sản ở đâu thì Sunny cũng chia sẻ rồi, đường phố Sunny cũng chia sẻ rồi. Đề tài kế tiếp là những cái chuỗi homestay để anh chị liên hệ trực tiếp để cái giá coi phòng ốc như thế nào, bếp núc như thế nào. Buổi chiều thì bà con ở Vũng Tàu ra đây ngồi hóng mát bên người yêu hoặc là đi dạo biển. Bữa nay thì mới thứ sáu thôi anh chị, mai thứ bảy thì mới có khách du lịch đâu, thứ sáu thôi. Đây là khu vực bãi trước nè anh chị ha. Bà con thì xuống biển tắm đông lắm, đông ơi là đông. Xe cộ nè, ngay chỗ con đường Quang Trung nè anh chị. Quá trời xe anh chị thấy không, tiếp nườm nượp. Vũng Tàu bắt đầu lên đèn rồi anh chị, chúng ta cùng nhau đi dạo. Vũng Tàu thì nó cứ nhẹ nhẹ chứ nó không có nhộn nhịp giống như ở Sài Gòn. Sunny rất là thích cái khung cảnh, đặc biệt vào những ngày trong tuần thôi, cuối tuần thì khách du lịch đông lắm, họ từ Sài Gòn xuống đây ăn hải sản tắm biển xong về trong ngày hoặc là ở lại đêm. Đây là con đường Hạ Long. Đối với ngày xưa đó, ở đây là hàng bàn rất là nhiều, hiện tại vẫn còn sót lại những cây bàn cổ thụ. Không biết như thế nào mà Sunny có cảm nhận cái hương biển, cái mùi mặn mặn của biển, gió biển lùa lay cành lá, và cảm giác hòa mình với thiên nhiên, cảm thấy rất là đã, không biết dùng từ nào nói. Đặc biệt là đi dạo biển như thế này, người Vũng Tàu ưa đi dạo biển lắm anh chị. Ăn cơm xong cùng với vợ chồng hoặc là bồ bạn gái bắt đầu đi dạo biển, hoặc đi làm về trước khi về nhà cũng đi dạo biển, buồn cũng đi dạo biển, vui cũng đi dạo biển. Người ta đi dạo biển cứ tà ngắm phố phường. À,
theo ý Sunny thôi. Mà anh chị nếu mà rảnh á, đi Vũng Tàu trong tuần đó, đừng đi cuối tuần, thì lúc đó chúng ta khám phá nó dễ dàng hơn. Nhiều cảnh trí, ví dụ như những con đường để chúng ta lên hải đăng nè, có những cái quán cà phê rất là đẹp, hoặc là có con đường V3 để lên núi lớn nè, lên đỉnh luôn, xe hơi chạy luôn được luôn anh chị ha. Đó, đây là con đường Hạ Long, ngày xưa mang tên là Võ Tánh. Còn con đường ngay chỗ Bạch Vinh là Lê Văn Duyệt, ngày hôm nay là Trần Phú. Chúng ta chuẩn bị tới cầu đá rồi anh chị. Đây là người địa phương không anh chị ha, đa số là người địa phương. Mình sẽ chạy về khu vực bãi dứa nha anh chị, rồi ra khu vực bãi sau. Anh chị cứ tưởng tượng là ngồi ôm LS Sunny để đi dạo biển cùng với Sunny. Rồi quá. Đèn đường bắt đầu chuẩn bị lên đèn rồi. Khi mà lên đèn hết thì nó thật sáng. Với những con đường men theo triền núi nhỏ, một bên là núi, một bên là vực, đẹp. Đây là cầu đá, bây giờ có nhà hàng Cành Hào. Người dân Vũng Tàu thì vào buổi chiều thì họ cũng ưa có một bộ môn, một là đi bộ, hai là đạp xe đạp. Chúng ta đạp một vòng núi là cảm thấy sức khỏe dồi dào rồi. Đặc biệt là nó không có rác và cũng không có bụi gì, nhẹ nhàng lắm. Mọi người đi ngồi trên cái bờ kè để ngắm biển, chụp hình, rồi kiếm một vài ly sinh tố, trà sữa, ngắm biển, thả hồn, làm thơ vu vơ. Giống như Sunny làm thơ con cóc nè: ở đời có mấy khi say, mộng mơ mơ mộng đâu là thật, anh chống gậy lên bờ tình ái, để râu dài cho mảnh đất cô đơn. Hoặc là: có thời cởi ngựa bắn cung, hết thời ra chợ lẩm thung bắn ruồi. Anh hơi nhảm chút xíu cho vui anh chị ha. Mé bên trái là những cái quán cà phê mang theo triền núi, nhiều quán cà phê và nhà hàng lắm. Khúc này thì chưa lên đèn, còn chắc còn sớm quá. Ở góc này thì có nhiều quán cà phê đẹp đẹp không anh chị. Vũng Tàu ngày hôm nay thì nó có nét đẹp hiện đại, còn ngày xưa thì nó mộc mạc, đơn sơ hơn. Ngày xưa thì con đường này thì có một cái lò heo mé bên phải nè anh chị. Cái lò heo và con đường rất là nhỏ lắm. Nhưng mà bây giờ được mở rộng ra nè. Anh chị ở khách sạn thì cũng tốt. Nhưng mà nếu mà đi đông đó, thì anh chị chọn cái homestay giống như là cái căn hộ chung cư đó. Nó có phòng ngóc, bếp núc. Và chúng ta cũng có thể là chúng ta ra chợ mua hải sản về nướng con này con kia cùng với gia đình bạn bè. Nấu nướng cứ giống như đi chợ. Rồi chiều xong rồi ngủ dậy là sẽ đi tắm biển. Tối bắt đầu là chiều đi uống cà phê. Ở vài ngày. Chúng ta gần tới bãi dứa rồi. Ngày xưa là dứa dại nhiều, người ta gọi là bãi dứa anh chị. Nó cũng đơn giản thôi, mộc mạc.
Và trên con đường này có rất là nhiều ngôi chùa, chùa Ngọc Bích, rồi một ngôi chùa nước bằng Thịnh Xá. Tích Kha Phật Đài là mé bên cái hướng Bến Đá Bến Đình ở núi lớn. Chúng ta tới Niết Bàn Tịnh Xá rồi, và chúng ta tới Bà Dứa rồi. Mỗi lần mà Sunny cảm thấy Sài Gòn công việc bị stress anh chị ha, là mệt mỏi, thì khi mà về Vũng Tàu thì cảm thấy nó nhẹ nhàng, cảm khỏe lắm. Rồi sau đó bắt đầu lên Sài Gòn cày tiếp, cày xong mệt rồi về Vũng Tàu. Giống như mà nơi Vũng Tàu là gia đình, Vũng Tàu là nơi nghỉ dưỡng, Vũng Tàu cũng là nơi quê hương, một thành phố biển mà có tên Pháp Cách Sinh Rắc, và người ngày xưa đó gọi là đi cấp chơi đó, ô cấp. Và Sunny sẽ mời anh chị chúng ta băng qua bãi Dứa nha. Thì ở đây có một cái chuỗi quán cà phê, nhà hàng, khách sạn. Để mà biết về giá cả phòng ốc thì anh chị cứ lên booking, rồi anh chị sẽ có số điện thoại, rồi nó có những hình ảnh, anh chị liên hệ trực tiếp, nó dễ lắm. Rồi hỏi giá cả bao nhiêu. Đây là Bãi Dứa, hôm nào Sunny sẽ thờ thẫn uống cà phê bên Bãi Dứa này, sẽ chia sẻ đi bộ thì nó hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên dốc để chúng ta về bãi Hổ Quánh. Có cái mũi Nghinh Phong, ngày xưa thì có một cái con tàu sắt đó, anh chị nhớ không? Hòn Bà ngay gần đó có một chiếc tàu sắt lớn lắm, tàu buôn bị đắm là dẹt vào đó năm 9 hình như 92, 93 gì đó thì người ta tháo dỡ. Ngày xưa con đường này rất là khó đi. Anh chị nói là buổi tối mình đi dạo biển được hay không? Vẫn được anh chị, vô tư, rất là an toàn. Đi khuya đi dạo biển cũng được nè. Mũi Nghinh Phong đón gió, và bãi Hổ Quánh, người địa phương gọi là Hổ Quánh nhưng mà đọc chạy của từ ô văn, giống như là cái chắn gió chị ô văn đó. Mình xây dựng nhà có những ô văn cửa đó, từ ô văn là chắn gió, từ tiếng Pháp, nên người ta một thời gian người ta đọc riết, người ta đặt là Hổ Quánh, Hổ Quánh. Rồi bên đây là mũi Nghinh Phong. Một bên phải là mũi Nghinh Phong, bên trái là chúng ta có cầu thang cả 900 mấy bậc để chúng ta chinh phục tượng Chúa Kitô Vua, người dân địa phương gọi là tượng Chúa Giang Tây, nơi mà Sunny quậy phá ngày xưa đi phóng dế. Nó ngoài là chúng ta đi cầu thang, và có cái cách thứ hai là chúng ta đi xe gắn máy đi tới đỉnh tượng Chúa Kitô Vua luôn anh chị. Ngày thường thì chúng ta thấy những cái cảnh trí như thế này vắng vẻ, nhưng mà cuối tuần thì lúc nào cũng đông. Còn nếu mà nước cạn đó thì chúng ta có thể đi ra Hòn Bà. Thường thường nước cạn nhất thì nó thường thường rơi vào ngày rằm, quanh ngày đó. Tất nhiên nó trồi sụp, nó có giờ. Anh chị mà muốn xem cái lịch nước cạn Hòn Bà Vũng Tàu đó thì anh chị cứ gõ Google
lịch nước cạn Hòn Bà Vũng Tàu tháng mấy, năm mấy, thì nó sẽ ra một số website để người ta chia sẻ giờ nào là cạn nhất để chúng ta đi. Rồi, đây là chúng ta thả dốc để chúng ta đi ra khu vực bãi sau nha anh chị. Hiện tại là không biết điện cái hệ thống đèn cao áp. Thường thường dọc bãi sau á, bãi trước thì có hệ thống đèn cao áp sáng rực, bãi biển không biết mở chưa nữa. Buổi tối chúng ta có thể đi dạo dưới bãi biển cũng được. Mở sáng rực rồi. Bãi sau những động cát bây giờ nó trở thành những khách sạn. Chuyến sau Sunny về sẽ giới thiệu anh chị vài cái homestay nha, để anh chị có sự lựa chọn. Mày coi mình thấy có thích hợp hay không để mình lưu trú. Đây là bãi giữ xe. Hệ thống đèn cao áp mở rồi. Ở đây chỗ ta giữ xe mình cũng không có đi được anh chị. Rồi mời anh chị chúng ta đi tiếp. Vũng Tàu thì nói chứ rất là nhỏ, không sợ lạc. Anh chị cứ nhìn núi, núi lớn và núi nhỏ, cứ bám vào đó thì men cái con đường núi nhỏ đó là bãi trước nè, bãi dứa và bãi sau. Còn chúng ta đi núi lớn là bãi trước nè, rồi bãi dâu, sao mai, bên đình, bên đá. Nếu mà anh chị mà cảm thấy đi những cái hướng nào mà chúng ta xa núi càng xa là anh chị ra khỏi Vũng Tàu rồi đó. Cứ bám cái núi đi thì nó có mấy con đường trung tâm đi vòng vòng, nó cũng ra những con đường trung tâm. Và nếu mà kẹt quá mình hỏi dân địa phương thì bảo đảm các anh các chị sẽ rất là nhiệt tình trả lời. Anh chị muốn đi chợ hải sản xóm lưới, anh chị nói anh ơi chị ơi chợ hải sản xóm lưới ở đâu thì người ta sẽ tận tình người ta chỉ. Bánh khọt chú sữa, bánh khọt cây tre chẳng hạn thì người ta cũng chỉ rất là tận tình. Hay là mình muốn cái hướng đi ra bãi trước ở đâu và người ta cũng sẽ chỉ. Cái này là ngày thứ 6 thôi anh chị, nên khách du lịch cũng vắng. Thứ 7 thì nó sẽ nườm nượp khu vực này. Bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta đi trọn vẹn con đường Thùy Vân bãi sau nha anh chị, để mình ngắm phố phường. Sunny thì nghiệp dư lắm, thấy gì chia sẻ đó rồi không có soạn trước. Anh chị thông cảm, mình không phải là mình soạn trước thì nó sẽ trôi chảy hơn, có vần có điệu hơn, nhưng mà mình theo quay theo cảm xúc nên nó rất là mội. Mội chứ không có rồ anh chị, mội lắm. Đây là cái khu vực mà có nguyên một cái làng khách sạn ăn uống. Mé trái là anh chị. Còn đối với dọc biển bãi sau này đó, tương lai nó trở thành công viên và chúng ta đi chúng ta phóng tầm mắt ra biển, nó không còn có những nhà hàng quán ăn nữa, trả lại mặt bằng hết lại cho biển, trở thành một cái công viên hàng dương. Chứ ngày xưa anh chị thấy có nhiều dịch vụ ở đây, nhưng mà sau này thì người ta bắt đầu người ta trả mặt bằng hết rồi, trả lại để trồng cây dương, dừa, làm những lối đi công viên.
khách sạn Tháng 10, làng công chức, làng thương phế binh ngày xưa. Và khi mà tới khách sạn Tháng 10 này đó, thì ngày xưa ở đây là con đường rất là nhỏ, nó hẹp lắm, nó khoảng như là 5 mét thôi. Và khu vực này động cát, rừng dương bạc ngàn, và nó có cái khu quân sự ngày xưa của Úc Đại Lợi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó nhường chỗ cho những con đường rộng thênh thang nè, những cái dãy khách sạn. Chứ ngày xưa mà đi vào đây đi có xin đi cắm trại anh chị, đi cắm trại vui lắm, trong rừng dương mà. Rồi lấy trái dương làm vàng ná bán. Ngày xưa quậy lắm. Cứ mỗi lần cuối tuần đi ra bãi sau núp trong rừng dương đó. Rồi cứ núp canh me. Rồi xong rồi cứ lâu lâu thấy cặp đôi lủi vô rừng dương. Để nguyên một đám trong xóm. Anh ơi, chị ơi, về mát kêu kìa, núp chuột. Đó. Thì đối với khu vực này thì quen mà anh chị, thổ địa mà. Nhảy qua nhảy lại mấy động cát là sẽ mất tích. Đó. Mất tích trong rừng dương sâu nên khó bắt được lắm. Chọc ghẹo. Nên chính vì vậy thì con mắt đi tắm biển đó, con mắt nó điều tiết nên bị cận, bốn mắt là vậy. Nói cho vui thôi anh chị ha. Ngày xưa học hành thì lúc đó thì nó khó khăn lắm, nó chỉ có đèn dầu thôi. Rồi con mắt điều tiết quá rồi cận, cận từ đó. Mẹ trái là khu vui chơi của trẻ em đó. Rồi, chúng ta đi thẳng luôn anh chị. Tương lai thì dự án sẽ có làm một con đường dọc biển đến cửa lấp luôn, chạy nhái đó. Rồi, có cầu cửa lấp để đi qua Long Hải, Phước Tỉnh, rồi men theo con đường đó để đi ra Hồ Cốc, rồi đi về Phan Rí, đi về La Ghi, La Ghi ra Phan Thiết rồi đến Phan Rí, dọc biển hết. Nhưng mà cái đó là dự án trong tương lai thì không biết chừng nào xong. Cuối con đường này là có một cái khu Sungon Paradise của Đài Loan, thuê cũng lâu lắm rồi. Với rừng dương bạc ngàn, nhưng mà hiện tại thì họ cũng chẳng kinh doanh gì nữa, thuê lâu lắm rồi, thuê đất. Bây giờ con đường này trời, khách sạn quá trời khách sạn. Sunny nãy giờ đi trên con đường cũ nha anh chị ha, nó rộng ra thôi, đường cũ đó. Rồi chúng ta quẹo trái nha anh chị. Ở đây là khách sạn biệt thự nhiều. Người dân Vũng Tàu cốt yếu là làm dịch vụ và du lịch buôn bán. Ở đây thì chúng ta hướng ra con đường Đồi Ngọc Tước, Đài Liệt Sĩ ngày hôm nay. Ở đây khách sạn nhiều lắm. Chị đợi Sunny một tí nha. Rồi chúng ta đi tiếp nha anh chị. Đó, khách sạn. Rồi chúng ta về khu vực đồi
Ngọc Tước. Ở đây thì hiện tại họ xây những khách sạn lên nhiều lắm. Khách sạn thì nó không có tiện lợi, không có nấu ăn được anh Việt. Nếu mà chúng ta thuê dạng căn hộ thì nó sẽ hay hơn. Ở đây thì Vũng Tàu thì nó gần lắm, mình ở đâu cũng được, điền tí là ra tới biển. Ngay chỗ đầu Ngọc Tước thì mình có một cái siêu thị Hàn Quốc Lotte, Pullman, khách sạn nhiều. Rồi, tới đồi Ngọc Tước, nay là Đài Liệt Sĩ và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này để gửi tới cô chú anh chị và các bạn cập nhật những hình ảnh giống như là một buổi chiều đi dạo với Sunny vậy đó, dạo biển. Và Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Rất là vui chở cô chú anh chị đi dạo biển cùng với Sunny, nghe mùi hương biển, nghe tiếng sóng biển, những con đường thân quen và cũng có thể nói là con đường đẹp nhất ở Vũng Tàu. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Cái hướng này là chúng ta về ngã năm với con đường Lê Hồng Phong, ngày xưa là mang tên là Nguyễn Chi Phương. Bye bye, hẹn gặp lại.